Cục Thống kê thành phố Cần Thơ tiến hành tập quấn điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Chương trình tập quấn diễn ra trong hai ngày 24 và 25 tháng 6. Cuộc điều tra lần này sẽ tiến hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2024 tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó có 3 tỉnh, thành phố có các xã, phường, thị trấn, có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống là thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Hà Tĩnh thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số và các điều kiện kinh tế xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc, phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội cho các dùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam.